Rồi chào anh em ha. Thì mấy nay soạn đồ lại anh em, thấy còn dư được 5-6 bộ tắt mở đèn kim bếp xin anh em. Thì bộ này thì mua nay cũng rất là lâu rồi. Thì quay lên hướng dẫn anh em, sẵn anh em nào có nhã hứng thì mình sẽ chia lại hết cho 5-6 bộ này giá mềm ha anh em ha. Giá mềm, anh em về anh em chỉ cần bấm mấy cái đúc dây chống cháy vô thôi. Sơ đồ thì mình sẽ hướng dẫn tận tình cho anh em những bộ này. Bộ này ngày xưa mua mắc, rất là mắc nha anh em. Cái bộ mà bộ này là ngày xưa cách đây khoảng mấy năm là bộ này mà là gắn cho Winner V1 mới ra là 500 mấy 600 ngàn một bộ á anh em. Đó thì giờ anh em nào có nhã hứng mua lại 5-6 bộ này mình bán với giá hữu nghị ha. Cực kỳ rẻ luôn, hướng dẫn anh em câu luôn, chế được các dòng xe nha, chứ không riêng về Winner V1 nha. Nó tích hợp là Hayat nè, nó tích hợp Hayat trong đây luôn, xong mình test cho anh em ha. Tắt mở đèn, cái này là cái này dành cho V1, anh em muốn tắt mở đèn chính á thì anh em phải thêm gờ le, còn không để mình hướng dẫn sơ rồi anh em tham khảo ha. Anh em nào thích thì mình chia rẻ lại cho. Đó, trong đây mình tại mình còn là 1 2 3 4 5 6, hình như mình còn 6 bộ đó. Rồi bây giờ mình sẽ test tính năng ha. Bây giờ mình sẽ test xi nhan trước. Đây là tượng trưng xi nhan trái, xi nhan phải ha, tại mình không có bấm dắt. Nó cái bộ của nó là như vậy thôi. Rồi anh em nào về muốn bấm dắt thì về bấm, về nghiên cứu để tắt mở đèn cũng được. Rồi, đây là cái công tắc xi nhan đầu tiên. Mình thử từng cái nha anh em theo nha. Rồi, xi nhan trái. Xi nhan phải ha. Đây, trái phải là cái này là xi nhan. Đúng không ạ? Rồi muốn hai giá thì như thế nào? Hai giá thì nút bắt xin anh em nhấn giữ luôn 3 giây. Ha nè, nhấn nè. 1 là cái này là đèn chạy sáng, nó sáng nha. Rồi, khi mà hai nhấn giữ 3 giây là hai giá nó sáng ha. Trái phải đều sáng, muốn tắt hai giá thì nhấn giữ luôn. 1 2 3. Rồi, là tắt hai giá ha. Rồi bình thường cái này là đèn chạy sáng, cái cây này là cây đèn chạy sáng ha. Khi không mở đèn anh em nhấn là đèn dẫn đá bình thường. Đó. Đó, đúng không ạ? Đó. Còn cái mà cái thông mạch này á, cái thông mạch này là nó là cái gì? Để mình nói anh em ha. Ba cái cọng dây này nó tượng trưng cho trả về cái công tắc zin của trên xe. Ha, công tắc zin trên xe đó nó có 3 dây các dòng Winner. Thì khi mà mình bật cốt pha lên thì bình thường hai dây này đang không có thông mạch. Khi anh em bật cốt pha lên nó thông mạch là để làm cái gì? Để nó sáng đèn pha nè. Anh em thấy không ạ? Đây. Xúc gì à? Văn cái cục chớp xi nhan nu 4 nằm thôi. Nu 4 hả? Nu mình chăng. Nó nằm ở ngay cái yếm sườn ngay gần cái ổ khóa nè. Đây. Thì á ba cọng dây này là mình trả về công tắc zin nha, mình bật tắt xuống là nó đang là có bật lên pha thì nó sẽ thông mạch với nhau là mình để mình trả về cái dây zin cho những dòng xe đời mới. Đó, cũng giống tương tự như những dòng xe đèn led thì đa số nó đi lên là 3 dây nha anh em, có dòng là 2 dây nhưng mà đa số là 3 dây, 1 dây lên trên tấp lô đồng hồ. Đó. Thì là như vậy, ba cọng dây này là anh em trả về ba cọng dây zin với dắt zin thì nó cũng đâu à. Còn cái này là xi nhan. Là hết xe logo là hết, cục xi nhan nằm gần ngay chỗ cái yếm sườn á, ngay cái đầu gối mình á. Đây cái này là hai giá thì anh em trả về nè, cái này anh em vô công ta cái này là đúng không ạ? Đây nút xi nhan, cái này ghim về hai cái được cái nha anh em, cái được cái nói chung anh em nào thích bộ này thì mình chia rẻ lại cho mình còn 5-6 bộ để về anh em tích hợp, anh em nghiên cứu qua các dòng xe đèn led, anh em tắt mở đèn đá đèn chính, đá đèn chạy sáng luôn, giá hữu nghị. Tại cái bộ này tại sao giờ mình để hữu nghị là cái bộ này cách đây là nói chung thời Nam Bộ Đội Ông anh em ơi, là cách đây mấy năm rồi, thời mới ra Winner V1 thì lúc đó mua bộ này tới mấy trăm lần anh em, 400 hay nhiêu á. Anh em được hết lấy hết 5 bộ 6 bộ mình chia cho giá hạt rẻ luôn, hướng dẫn cho cách hướng dẫn cho cách câu luôn. Thì cái bộ này nó gồm tính năng như sau. Nhắn là đá đèn chạy sáng. Ha, nhắn đá đèn chạy sáng, nếu mà ban đêm anh em chạy á là vừa đá đèn pha, đèn cốt, đèn chạy sáng của Winner V1. Đó là một ha. Nhắn giữ luôn 3 giây là hai giá. Là có hai giá trong mạch này luôn nha anh em. Đó. Để test lại cái. Hai đứng kế bên giống thằng Hiếu thằng lưu đạn đó, sáng nó mới điện cho em anh ơi, nó nói anh đang công tác đi thị sát đâu các tỉnh phía Nam gì đó anh Dầu, nó mới điện cho em nè. Thì cái bộ này thì bây giờ anh em nào mến á còn không nữa đó
mua thì bán rẻ, còn mến ghé lên tặng luôn. Cứ anh em nào ghé lên kêu cà phê tặng cho ông bộ, ok anh em, mình chơi sang vậy luôn. Mãi đến sau mà mình giờ mình không để dành mình gắn không, mỗi năm á, mỗi cái mạch đó nó càng mới mẻ hơn, chức năng nó hay hơn, thì ai cũng muốn cái mới, không ai muốn cái cũ nha anh em, ai cũng muốn cái mới hết. Thì hiện tại là cái bộ này cách đây là ba năm trước thì phải, thời mới ra Winner V1 bộ này gắn 500-600 ngàn, tại vì lúc đó mà gắn đèn chợ sáng rồi hai giá tích hợp trên nút bixin NH, lúc đó nó đang là hot nha anh em, nhưng bây giờ nó hết hot rồi đó. Bây giờ test lại cái nữa rồi mình nói sơ về các dây để cho anh em đấu, nếu anh em nào thích thì rồi chạy lên đây, nếu mà chạy lên uống cà phê là tặng cho ông bộ, ok không, còn mà mua hết thì bán giá hạt rẻ, còn 5 bộ 6 bộ ha. Đây cho coi về mạch nó như thế nào ha, bộ của nó là đây, anh em thấy rõ không ta ha, đây hộp hung đồ đàng hoàng nha anh em, đây hộp hung đồ đàng hoàng nha. Rồi test lại cái nhắn giữ luôn 3 giây là 2 giây, nhắn giữ luôn 3 giây 2 giây nha. Rồi thì cái này là tượng trưng cho hai cái đèn xi nhan đúng không ạ, cái này là đèn chạy sáng, cái này đèn chạy sáng, hai cái que thông mạch này là tượng trưng cho pha và cốt. Rồi giờ nhắn giữ luôn 3 giây, 1 2 3, rồi 3 giây là tắt đèn đó. Còn cái này đèn chạy sáng thì sao, đèn chạy sáng thì hình như là 2 giây với mọi người để giữ lại coi, 1 2, rồi là tắt đèn chạy sáng, 2 giây tắt đèn chạy sáng, 2 giây mở đèn chạy sáng ha, 3 giây mở 2 giây, 1 2 3, rồi 3 giây mở đèn chạy sáng, rồi nhắn giữ luôn 3 giây tắt 2 giây, 3 giây ta mở 2 giây nha, 1 2 3, rồi 3 giây là tắt 2 giây, đèn chạy sáng vẫn sáng nha, tại vì mình mở thằng nào mình tắt thằng đó. Khi mình nhắn 2 giây thì tắt mở thằng này, nhắn 3 giây thì tắt mở thằng 2 giây, đúng không anh em? Rồi giờ mình nhắn 2 giây để tắt thằng chạy sáng đó, 1 2, rồi tắt rồi. Thì khi mà tắt rồi anh em nhắn nó vẫn đá. Đây là cây đèn L4 nha, cây đèn L4 đúng không ạ? Còn cái thông mạch này á, cái thông mạch này là tượng trưng cho cái đèn cốt của mình, đèn cốt đèn pha của mình. Đây đèn cốt thì nó không có nối hai cái điểm này lại, khi bật pha lên thì nó nối cái điểm đó lại, ok anh em đó. Thì nói với anh em là như vậy. Rồi anh em nào thích mà dạng còn những vùng nào mà anh em còn đi mà Winner V1 nhiều á, thích đá chạy sáng, thích đá chạy sáng, bách xin đèn chạy sáng và đèn chính và luôn hai dách trong trong cái mạch sẵn nút bách xin NH luôn, anh em nào mến lấy 5-6 bộ mình chia giá hạt rẻ luôn, vừa bán vừa cho luôn nha anh em đó. Còn anh em nào lên thì tặng nhau 1 bộ, uống cà phê hướng dẫn về cách về câu rồi ok đó. Anh em nào thích thì chờ ai đâu chờ anh em ha. Bây giờ mình đây mình còn được 5-6 bộ anh em, đây 1 bộ 2 bộ 3 bộ 4 bộ 5 bộ 6 bộ dưới nữa là 7 bộ nha anh em. Đó, 7 bộ. Dây nhợ là nó là như vậy, thì anh em về anh em cứ dắt code, còn không có dắt code không có thì đấu thôi. Đó, cái này thì đưa lên nút bixin NH nè. Đây nút bixin NH ha. Còn lại ba cộng dây này đi về đâu? Ba cộng dây này là đưa về công tắc zin. Đúng không ạ? Ví dụ như đang đèn code, là hai dây này nó thông với nhau. Khi bật pha lên thì thằng này thông với thằng này là sáng đèn pha ha. Đó, sáng đèn pha, nó này là về công tắc zin. Còn cái này là đi về đâu? Cái này là đi về, cái này là chức năng 2 giây. Đó, cái được cái ghim vô công tắc xi nhan. Đó. Công tắc xi nhan một cái về trả về công tắc zin. Rồi còn 4 dây này. Thì là cái đen sọc trắng và đỏ sọc trắng thì hai này vô là 4. Còn cái đen và đỏ này á, là đi vô bình ắc quy. Đó, vô bình ắc quy đơn giản vậy thôi. Rồi anh em nào chốt nè, bây giờ nè lấy 6 bộ 600 ngàn. Bộ này ngày xưa là mua là 350 giá thợ, 350 giá thợ. Hứa với anh em luôn, ngày xưa mua 350 giá thợ. Bây giờ anh em nào lấy cứ một bộ là 100 ngàn. Hướng dẫn cách câu luôn, dành cho Winner V1. Nói chung là nếu mà anh em am hiểu về cái mạch đó thì cái này về anh em tắt được cho tất cả các dòng xe luôn, chứ không riêng về Winner V1 nha.
đó, tất cả các dòng xe luôn, tắt mở đèn cho tất cả các dòng xe luôn. Nếu anh em không thích cầu kỳ, anh em cứ lấy cái bộ này về dục hết tức năng kia, chỉ nhắn 2 giây tắt mở đèn chính đó. Là bây giờ nói ui giờ phức tạp quá, phức tạp rồi, bỏ hết hai giá hết, bỏ tất cả các thứ ra luôn, mình chỉ dùng tắt mở đèn chính thôi đó. Tắt mở đèn chính thì bỏ hết mấy cái hai giá ra, mình chỉ câu vô cái đèn chính thôi đó. Là anh em chỉ nhiệm vụ anh em chỉ là đây, chỉ câu là ba cái này vô đèn công tắc zin, ở này vô cái nút bắt zin, rồi hai dây, hai cái dây này, hai cái dây mà đỏ sụp trắng, đen sụp trắng, anh em câu vô con gờ le để làm cái tiếp điểm tách cái nguồn mà trên cụm pha led ra thôi đó. Khi nhấn hai dây nối hai cái điểm nó lại sáng đèn, hai dây tách hai cái đó ra là tắt đèn đó, đơn giản. Anh em đừng nghĩ ủa sao mà chức năng nhiều quá, giá hạt rẻ, giá này là giá không có đâu nha anh em. 100.000 một bộ, 100.000 một bộ giá hạt rẻ rồi. Nếu mà về anh em nào mà đam mê nhiều thì câu nó mình hướng dẫn người ta, ta thích hai giá thì mình đóng thêm hai giá vô đó, đóng hai giá vô thì mình tính cao hơn đó. Còn ví dụ mà đơn giản tắt mở đèn rồi hai giây tắt mở đèn là đủ, họ đủ keo đầy đủ nha. Đó là le xịn nè, đủ keo nè, anh em thấy nè, đủ keo đầy đủ ha, hộp đàng hoàng nha anh em, hộp đàng hoàng. Rồi mình like đây, mình không có nhìn trong đây ha, rồi hồi nữa mình xem lại tin nhắn. Còn bình thường thì xi nhan thì vẫn bình thường thôi, bật trái bật phải gì là trái, bật bên nào trái bên đó, đó bật bên nào trái bên đó. Rồi nhắn giữ thì nhắn giữ, nhắn một cái thì xúc dây gà mọi người, hết bình hay gì đó, bình này hết rồi. Đó, nhắn giữ luôn 3 giây thì cháy 2 giá ha, nhắn 3 giây tắt 2 giá, nhắn 2 giây là tắt mở trời sáng. Đó, tắt mở trời sáng nha, nhắn 2 giây tắt mở trời sáng. Ban đêm đang chạy á, nhắn một cái là đá cả pha cả cốt đèn Winner V1 và đèn trời sáng. Rồi ok. Chào mọi người ha, chào anh em. Rồi anh em nào thắc mắc thì comment vô bên dưới. Giá này là giá hạt rẻ nha anh em. Để bây giờ mình xài mạch 1 chạm và 2 chạm anh em ơi, mình không còn xài mà mạch mà 2S 3S nữa, cái chức năng đó thì Napoleon anh em. Là mình còn là tạm thời là mình còn 6 bộ. Đó, mình còn 6 bộ như vậy ha. Anh em nào lên thì mình hướng dẫn cho nó dễ câu hơn, anh em nào ghé thì hướng dẫn dễ câu hơn, chia cho anh em giá hạt rẻ. 100.000 bộ. Về lắp bộ này lấy 3-400 lụm lúa bình thường. Chức năng này là có 2 giá luôn nha anh em. 2 giá. Tắt mở đèn chạy sáng, đá cả pha và cốt và đèn chạy sáng dành cho Winner V1. Rồi ok, chào mọi người, chào anh em nha. Anh em nào mua thì nhắn ở dưới, mình còn đây đúng 6 bộ. Chào anh em nha, mình kết thúc nha.